Làm quần quật cả một đời nhưng vẫn không khá lên nổi. Nếu trong mẫu bàn tay của bạn sở hữu những cái dấu hiệu có sau đây. Ngày hôm nay mình muốn gửi tới tất cả quý vị và các bạn một mẫu bàn tay của một người nữ giới sinh năm 1990. Đã kết hôn, lập gia đình và lấy chồng sinh năm 1983. Xét theo hai cái tuổi này, mình đánh giá phạm vào tứ tuyệt, tuổi ngọ với tuổi hợi mà. Một khi đã phạm vào tứ tuyệt, chắc chắn sẽ tuyệt vào bốn thứ. Một là đường con cái. Hai sẽ tuyệt về đường công danh, tiền bạc. Ba sẽ tuyệt về đường vợ chồng. Bốn sẽ tuyệt về vấn đề sức khỏe, bệnh tật. Thì cái mẫu bàn tay này đây, tuyệt về hai vấn đề, đó là tiền bạc cũng như tình cảm hôn nhân vợ chồng. Sau đây mình sẽ đi phân tích rõ từng đường chỉ trong cái mẫu bàn tay này để cho các bạn thấy được đâu là những cái dấu hiệu xấu nó tạo nên cái sự bất lợi cho chính chủ nhân mẫu bàn tay. Dù rằng đây là một bàn tay rất chịu khó, chịu thương, lam lũ, kiên cường. Khi ta nhìn tổng quan bàn tay, ta thấy các ngón tay đều rất là đầy đặn và xếp thành hàng ngay ngắn. Nó đều chiều về một hướng, một phương như thế này, sẽ thể hiện là người làm việc có nguyên tắc rõ ràng, đầu cuối. Họ là một người rất là chỉnh chu và quyết tâm trong cái công việc. Dấu hiệu này nó còn thể hiện đó là đầu đường sinh đạo, vị trí mình khoanh màu đỏ đây. Các bạn có thể thấy rõ nhé. Có những vân hướng lên. Đây là dấu hiệu của người rất là chịu khó nhé. Bước ra đời lam lũ từ rất là sớm. Họ rất chú tâm về công việc. Một khi đã bắt tay vào công việc, họ phải làm cho xong xuôi, tới nơi tới chốn rồi mới ngừng nghỉ. Đây là một cái đức tính tốt của những người thành công. Bởi vì các bạn cũng biết rồi đấy, chả có ai lười biếng mà thành công được cả. Và chủ nhân mẫu bàn tay này cũng có một cái xuất phát điểm không mấy là tốt đẹp. Vị trí mình khoanh tròn màu đỏ đây, các bạn có thể thấy giai đoạn đầu của đường chỉ sinh đạo rất là lu mờ. Cấu trúc của nó rất là mờ nhạt, như là một cái nét bút nó bị nhòe ra. Tiếp theo nữa xuất hiện khá nhiều vết cắt. Đó là người có xuất thân vất vả, vợ chồng lấy nhau từ lúc cơ hàn chả có gì. Bàn tay trắng lập lên. Dấu hiệu này cho ta thấy nghị lực của chủ nhân mẫu bàn tay rất là phi thường. Và mẫu bàn tay còn sở hữu ngón tay cái rất là trội và to. Các bạn có thể thấy đấy. Mấy người phụ nữ mà tuổi canh ngọ, ý chí kiên cường lắm, rất là kiên định, cá tính rất là mạnh bạo. Mình xem cho khoảng 10 người mà tuổi canh ngọ thì khoảng 70-80% trong số đó, tính cách của họ vô cùng mạnh, kiên cường, dứt khoát, rõ ràng. Phần lớn những người phụ nữ rơi vào tuổi này sẽ thường nắm quyền, nắm chủ trong gia đình. Công to việc lớn đều là phải đứng ra gánh vác, đại diện như là cái trụ cột, phải chịu rất nhiều sức nặng, lo toan nội ngoại đôi bên, đầy đủ mọi thứ. Và khi ta quan sát trên đường chỉ sinh đạo, ta cũng thấy rõ đó là cũng có những đường nhánh hướng lên. Các bạn có thể thấy rõ, đây là dấu hiệu mang lại sự may mắn, tiền bạc, làm, có, dư ra. Đấy, các bạn có thể thấy rõ nhé, đều là đường chỉ tài đạo hướng lên. Báo hiệu chủ nhân mẫu bàn tay này, thời điểm đó tiền bạc sẽ vào. Nhưng cũng tại vị trí đó ta thấy xuất hiện nhiều nhánh đâm xuống. 1 này, 2 này, 3 này. Các bạn thấy rõ không? Đây đều là những dấu hiệu mang lại sự thoát tài, thất thoát tiền bạc, của cải, làm không có giữ được. Và trên cùng bàn tay đó, vị trí giao nhau giữa các ngón tay, ta cũng có thể quan sát xuất hiện rất nhiều những kẽ hở. Đó là vị trí giao nhau giữa ngón giữa và ngón trỏ và ngón đeo nhẫn cưới, kẽ hở đấy, thể hiện rất rõ. Đều là dấu hiệu của người dễ bị thất thoát tiền bạc, làm khó có tụ được lại. Dù tiền bạc vào có bao nhiêu nhưng rồi rút cuộc ra hết sạch sẽ bấy nhiêu. Đây là một dấu hiệu vô cùng bất lợi cho chính chủ nhân mẫu bàn tay này. Và khi ta quan sát bàn tay thì ta sẽ tìm được ra nguyên do. Đó là đường chỉ hôn nhân, vị trí mình khoanh đây này. Các bạn thấy không? Đường chỉ hôn nhân cấu trúc trên cái mẫu bàn tay này nó rất là mờ nhạt,
Nó là một cái đường chỉ rất là nhòe, không có rõ. Ví dụ mình khoanh tròn đường tâm đạo màu đỏ này, các bạn thấy không? Đường nét của nó thì sao? Rất là đậm nhé, sâu nhé, rõ nhé, như là một cái nét bút rất chỉnh chu, cấu trúc rất là rõ ràng. Còn khi ta quay sang quan sát đường chỉ hôn nhân thì sao? Vừa cong này, lại vừa mờ này. Đây sẽ là dấu hiệu vợ chồng không cùng chung quan điểm, ở với nhau sẽ khắc khẩu rất nhiều, tư tưởng trái ngược. Phần lớn những người phụ nữ nào mà sở hữu đường chỉ hôn nhân cong lại mờ nữa, thể hiện là chất lượng tình cảm hôn nhân vợ chồng không có mấy tốt đẹp. Và người chồng dễ sa đọa vào những con đường sai trái, chơi bời này kia. Qua cuộc trao đổi với chủ nhân mẫu bàn tay, chị ấy có chia sẻ thực với mình rằng ông chồng cũng rất chịu làm, rất chịu khó, nhưng mà cũng rất là chịu chơi. Làm được bao nhiêu tiền rồi tụ tập anh em bạn bè chơi bời cả nể, khiến cho tiền của không tích lũy được lại. Đây là một cái vấn nạn khiến cho chủ nhân mẫu bàn tay rất đau đầu, mà biết bao nhiêu năm nay không có cách nào để cải thiện được. Đây thực sự là một bi kịch đem lại cho chính chủ nhân mẫu bàn tay này. Không biết những quý vị đang theo dõi cái video của mình có gặp phải trường hợp tương tự như này hay không, chứ mình thấy rất nhiều những vị khách đặt lịch coi bên mình đều vướng phải cái trường hợp này. Rất nhiều nhan nhản. Chồng thì rõ là chịu làm đấy, chịu khó đấy, kiên trì trong công việc đấy, nhưng mà phá cũng giỏi. Cũng có mặt thuận lợi, nhưng mà cũng có mặt bất lợi. Và các bạn cũng biết rồi đấy, gia đình mà đã không có hòa khí chắc chắn sẽ không sinh tài lộc được. Vợ chồng mà không cùng chung quan điểm, tiền bạc có vào bao nhiêu đi chăng nữa rồi cũng ra sạch sẽ mà thôi. Hòa khí nơi mới chính là cái gốc. Có hòa khí thì mới sinh tài lộc một cách bền vững được, chứ không lại có đó rồi lại mất đó ngay thôi. Đây là cái vấn đề rất quan trọng nhé. Dù gia đình các bạn hiện tại có nghèo khó, vất vả cỡ nào, nhưng mà có hòa khí thì mình tin chắc sau này cuộc đời sẽ vẫn khá lên. Làm ăn tài lộc sẽ tụ được vào, rồi hậu vận của các bạn sẽ đi lên rất nhiều. Nhưng cuộc sống hiện tại có giàu sang cỡ mấy đi chăng nữa, nhưng vợ chồng suốt ngày cãi nhau, gây gổ, thì đó sẽ là một cái mối họa rất lớn. Nó sẽ báo hiệu cho tương lai gia đình các bạn sớm muộn tiền bạc cũng đội nón ra đi, mọi thứ rồi dần sẽ mất hết. Nó sẽ chiêu cảm lại những cái điều không may đến với gia đình bạn, hay gặp phải những tai nạn, tai ương, phá sản, thất thoát. Những điều không hay nó sẽ thường đưa tới với gia đình bạn khi có một gia đình không có hòa khí. Vì thế hòa khí nó là một cái thứ vô cùng quan trọng. Các bạn hãy ghi nhớ cái điều này. Và ngay từ đầu buổi coi, chủ nhân mẫu bàn tay có bật mí với mình rằng hiện tại đang làm ngành nghề xây dựng. Và thực chất mấy năm nay công việc làm ăn rất bết bát. Từ khoảng thời gian trước dịch làm ăn rất tốt, như khoảng 3-4 năm nay tiền bạc cứ đội nón ra đi. Và nó cũng tỷ lệ thuận với sự chơi bời của ông chồng. Mẫu bàn tay này thực sự là quá vất vả, gánh vác lo toan đủ thứ, rất chịu khó, rất kiên trì. Nhưng rồi chắc do kiếp trước mắc nợ ông chồng nên kiếp này phải hứng chịu lấy cái sự đau khổ dằn vặt như thế này. Và tiếp theo ta sẽ đi phân tích, đó là đường chỉ chí đạo. Đường chỉ này tương đối đậm, cấu trúc thẳng. Đường chỉ chí đạo của ai mà nó thẳng, nó không cong, sẽ thể hiện là người rất là thẳng tính, rõ ràng, đâu ra đó. Trong đầu họ nghĩ gì, họ sẽ nói buột ra miệng luôn, chứ không có thích vòng vo hay là câu nệ, hay là nói những từ co cánh. Đây cũng là một cái lợi thế, nhưng cũng là một cái sự bất lợi. Bởi vì sự thật hay mất lòng, nói thẳng quá thường sẽ không gây thiện cảm được với đám đông hay những người xung quanh. Đây là một ưu thế, nhưng là một bất lợi rất lớn. Nếu chủ nhân mẫu bàn tay có theo dõi được cái video này, hãy khắc phục cái điều này, thì cuộc đời tin chắc sẽ may mắn hơn, thành công hơn và dễ dàng hơn trong tất cả mọi việc, cũng như công việc làm ăn. Cái cách ứng xử nó quan trọng lắm, nó ảnh hưởng đến cả một đời. Gia đình có hạnh phúc hay không, công việc làm ăn có tốt hay không, cũng do cái cách ứng xử, truyền đạt lời nói từ trong nội tâm ra tới mọi người.
Nếu biết truyền đạt một cách khéo léo, nhẹ nhàng, nói giảm, nói tránh để khiến cho người nghe được thuận tai hơn trong cùng một sự việc, thì sự may mắn cũng như công việc nó sẽ đến với bạn một cách vô cùng suôn sẻ hơn. Và trên mẫu bàn tay này có lộc về đất đai, đó là vị trí gò thái dương, vị trí mình khoanh tròn màu xanh này. Đấy, có đường vân hướng lên này. Tuy cái gò này không nổi cao nhưng mà vẫn có đường chỉ hướng lên. Đây là dấu hiệu của người có lộc về đất. Mình đưa ra lời khuyên với chủ nhân mẫu bàn tay này: hãy lên góp tiền lại mua đất đai thì sẽ giữ được hơn. Bởi vì đất đai là một cái tài sản cố định, mua nó vào nhưng mà rất khó có thể bán được ra. Đây sẽ là một cái phương pháp để tích lũy tài sản cho chủ nhân mẫu bàn tay này, để luôn luôn gia đình trong cái thế không có tiền mặt thì người chồng sẽ khó có tìm cách mà phá được. Nếu trong gia đình luôn luôn sẵn tiền mặt thì ông chồng luôn mang trong mình cái tâm thế là sẽ lấy cái tiền đó đi tiêu cho bằng được, hoặc cho bạn bè cả nể giúp đỡ. Hy vọng chủ nhân mẫu bàn tay có theo dõi được cái video này, hãy áp dụng cái phương pháp như mình vừa chỉ, cố gắng góp vào mua đất đai thì sẽ tích lũy giữ gìn được một phần nào, không bị thất thoát. Và khi ta quan sát kỹ, ta có thể thấy vị trí giữa lòng bàn tay có hình chữ thập, các bạn có thể thấy rõ nhé. Hay là còn có dấu cộng đây này. Đấy, mình sẽ vẽ màu đen cho các bạn. Người sở hữu hình chữ thập hoặc là dấu cộng ở giữa lòng bàn tay sẽ mang 4 giá trị như sau. Đây là dấu hiệu của người rất tin tâm linh, rất tin bề trên. Nếu theo đạo Phật, rất tin Phật. Nếu theo đạo Chúa thì rất tin Chúa. Họ sẽ rất sùng bái về tâm linh. Lúc trẻ họ có thể không tin, nhưng mà càng về lớn tuổi, càng về hậu vận, họ sẽ rất tin chuyện tâm linh. Nhiều người có vị trí dấu cộng này nó quá đậm, quá sâu sẽ là người cực kỳ mê tín. Giá trị thứ hai của dấu X này mang lại sẽ báo hiệu là người thích kinh doanh, thích đầu tư. Họ có lộc kinh doanh buôn bán, nếu hướng theo con đường đó sẽ khá hơn và phát triển hơn so với những ngành nghề khác. Giá trị thứ ba mang lại của người sở hữu dấu X đó là cuộc đời sẽ gặp nhiều phen thập tử nhất sinh. Tai nạn cận kề, cái chết chuẩn bị tới nơi, nhưng rồi cũng chính nhờ cái đường này khiến cho thoát khỏi tai nạn một cách nhanh chóng. Và giá trị thứ tư của người sở hữu dấu cộng giữa lòng bàn tay sẽ là người hay giúp bạn bè, người thân, đồng nghiệp cho vay mượn, rồi sẽ có những cái khoản nợ mà không bao giờ thu hồi được lại, mất mát rất nhiều. Cái dấu X này vừa mang lại may mắn cũng như vừa mang lại sự tai họa. Nếu ai sở hữu cái dấu X này trong mẫu bàn tay thì hãy biết tiết chế bản thân, cũng như là lược bớt những cái hạn chế như mình vừa đề cập, để cuộc đời các bạn sẽ sớm đi theo một cái con đường, đường lối nó tươi tắn hơn, tốt hơn. Tổng kết lại, đây là một mẫu bàn tay có số vất vả, lam lũ, cực nhọc, khổ về tình, khổ về tiền. Người chồng sẽ khiến cho chủ nhân mẫu bàn tay này rất đau đầu, mệt mỏi. Làm cứ thịnh được vài ba năm, bắt đầu lại suy, không giữ được lại. Cứ căn cứ theo cái đường chỉ sinh đạo của chủ nhân mẫu bàn tay này, thì ít nhất cũng phải từ ngoài 50 tuổi, chủ nhân mẫu bàn tay này mới được gọi là yên bình, bớt sóng gió. Bởi vì cái thời điểm ngoài 50, đường chỉ sinh đạo không có dấu hiệu hướng xuống hoặc là đâm lên nữa, và cấu trúc của nó tương đối đậm, thì đây sẽ là cái khoảng thời gian chủ nhân mẫu bàn tay bình an nhất, ít sóng gió nhất. Lúc đó cũng là cái thời điểm sức khỏe bắt đầu yếu dần. Mẫu bàn tay này chỉ được đánh giá là người khá về hậu vận thôi, chứ không có số làm giàu. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hy vọng những điều mình vừa chia sẻ đến cho mọi người sẽ đem lại cho mọi người một cách nhìn thật là mới mẻ đối với cái khoa xem chỉ tay nhân tướng học này. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm, có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.